Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày mai mình sẽ tiếp tục có một cái video nữa về độ cái ổ đi qua này. Đây mình đang dùng một cái ổ là 5 trống. Cái ổ này nó có một vài cái mình không hài lòng lắm, là thứ nhất là nó cắm rất là khó, và thứ hai là nó cũng không có đèn bóng nguồn ý. Thế này mình sẽ vừa sửa vừa độ luôn nhá. Ok. Rồi, con này phải tháo hết cái này ra đã, để mình dỡ nha. Cái này ổ một chân bàn này. Đây, cái ổ này thì nó sẽ khác với cái ổ trước này độ nha. Cái ổ thì độ là ổ này. Ổ này nó chỉ có 4 lỗ thôi. Ổ này nó có hơn 1 lỗ là 5 lỗ. Cũng là 2750W này. Rồi cái này nó cũng đều đều với nhau. Con này trước mình đã độ lên cái công tắc rồi. Đó, còn bộ này thì chưa độ. Cái cắm cũng rất là khó này. Đây, mọi người nhìn nhé. Những cái đá đồng nó lật như này thì cắm sẽ rất là khó nhá. Nó không nằm ở sát bên này này. Cái cắm rất là khó. Lệch ra như này thì mình sẽ phải bẻ nhá. Ồ, mình tháo ra đã. Chắc là mình sẽ độ cái đèn nữa. Tại vì nhiều khi mình hay cắm quạt hút thiếc ấy, nhiều khi quên công tắc thì nó chạy cả đêm ấy, rất là nguy hiểm. Nên quyết định mình sẽ đấu một công tắc, chẳng là mình dùng xong mình tắt luôn cả đèn, cả quạt các kiểu. Nó sẽ tiện hơn. Và nó cũng an toàn hơn ấy. Đây, con này thì y chang, con này cũng khác gì. Con này mấy cái giống máy Trung Quốc này nó đi qua này thì cũng không thua lắm nhỉ. Ổ này muốn tháo ra sửa mình sẽ phải nhổ hết các kiểu nhá. Rồi ấn cái này, nó sẽ ra nhưng mà từ mình thì ấn nó tàn gãy đi. Mình sẽ dùng chơi cái này. Đấy, bóp này nó sẽ đỡ phải chỉnh nhiều. Cái này nó hàn rất là dối. Trời ơi, cậu luôn. Cái này cắm thử này. Cái này có cắm được không? Cái này không cắm được rồi. Nó xô nhiều quá, không cắm được. Rồi, mình chia sẻ với mọi người tại sao cái ổ này nó sửa rất là khó. Và những cái hạt này tại sao mình không thể tháo ra được nhá. Đây này. Đây là do cái thiết kế của cái thằng Liwa này. Nó thiết kế khi mà nó lắc này thì anh em thấy cái chuôi này nó làm vát nhọn đi đúng không? Thì khi nó ập vào ấy thì chắc chắn là sẽ không tháo ra được nhá. Tại sao? Đây là ví dụ, nó cũng là một cái ổ cắm như này. Đây là cái hạt công tắc, nó cũng làm theo kiểu ngạnh như này. Nhưng mọi người để ý này, cái ngạnh này của nó là ngạnh mềm nhá. Đây, nó bóp vào thì nó sẽ mềm ra như này. Nhưng mà cái thằng này ấy, thì nó là ngạnh cứng. Nó ngạnh cứng. Và đây mình để ý nhá, nếu mà để như này, mình dùng kìm mình có thể ấn được như này. Nhưng mà thằng này nó làm ngạnh cứng luôn này. Là khả năng là sẽ không tháo được. Tháo thì vẫn sẽ có cách tháo, tức là mình sẽ cắt cái phần này đi, cắt bỏ cái phần này đi. Cắt cái tai đi này thì sẽ ra được, nhưng mà ra được thì cũng không giải quyết được cái vấn đề gì đó, tại vì cái này của nó không có khớp. Mà để sửa được cái nhân đồng cho này ấy, thì anh em sẽ phải làm kiểu này. Đây là cái ngạnh này đó, thì nó sẽ là một cái lõi đồng nó cắm vào đây đó, nên là anh em cũng không cần nhất thiết là phải tháo hẳn cái hạt này ra này. Tháo ra nó sẽ gãy và nó sẽ cắm, nó sẽ bị lỏng lẻo nhá, và mình cố định mình sẽ phải dán keo ấy. Nên là cái này sửa này thì mình sẽ phải hút cái thiết này ra này, cho ấn cái thanh này ra. Đó, ấn nó ra. Nắng mọi người dễ nhìn ấy. Đây này, ví dụ cái này nó bị, theo mình thấy là cái đồng nó bị tụt vào, nó chặn. Đó, nó bị chặn cái đồng này, nghe là nó không vào sâu được này. Đây này, nó vào sâu được, đây nó bị chặn cái đồng này. Thì cái nắng mình sẽ phải ấn này lên để nắng lại nhá. Không, mình sẽ dùng hút thiết. Hút để nhổ cái thằng này ra. Rất khó nhá, không ai hướng dẫn làm cái này đâu. Một cạn cái thiết này đi. Đấy. Làm gì? Người đi đấy. Đấy, là mình nắn cái thanh đầu này ra này. Rồi nó sẽ ấn nó ra. Đấy, ấn nó ra này. Đấy, nó ra này. Nhìn thấy không? Sửa mình sẽ sửa này, chứ mình không cần tháo hẳn cái hạt đâu gì. Đây, đây là cái phiến đầu của nó đây.
không? Nó bị ắt rác các kiểu rồi rất là nhiều đấy. Đó, nó ra rồi. Được chưa? Thì cái này cái lỗi của nó cũng là do cái nhựa này. Cái nhựa này của nó bị phồng này. Nhìn không? Cái nhựa này của nó bị phồng dẫn đến là nó đẩy cái thanh này ra. Cái nhựa bị phồng này do là chính là do mình cắm thiết bị, những thiết bị nó tải nó khỏe chẳng hạn. Đây này, cái này nó cũng chưa cắm được. Nó bị vướng cái nhựa này, thì mình sẽ phải vuốt lại cái nhựa này, dùng cái mỏ hàn đè nó vào. Đó. Cái thanh này mình thế, mình sẽ rút cả hai thanh hai bên cho các bạn xem nhé. Đó, để sửa tại sao không cắm được. Đó. Bên này cũng là tương tự này. Bên này là bên trái này. Cái ổ này rất là mệt ấy. Làm rất là mất công. Chỗ nắng cho mọi người dễ nhìn ấy. Nó sẽ đây là nó ra rồi. Nhưng bạn cho nó thẳng lại này. Nắn cho nó thẳng lại. Cút bớt cái thìa. Thìa ở thân nó còn khá là nhiều, chạy rút tiếp nhá. Không tí là nó sẽ không ra được. Đấy, thế là ra rồi. Mình sẽ ấn nó ra này. Chặt thế. Nó phải phết chứ không dễ đâu. Đấy, là nó ra. Đây là bên trái. Đây, bên phải. Đây, cái mặt này nó sẽ quay ra như này. Đó. Thì nó bị lỗi là lỗi ở cái bên trong này nhá. Đây mọi người nhìn này, nó có cái gờ nhựa nó lòi ra này kia. Nghe khi mình cắm vào này, thì là không có cái sắt này nhá, cũng không cắm được. Đấy chưa, nó bị phôi rồi, nó đã bị từ phôi rồi. Bây giờ mình sẽ phải dùng cái mỏ hàn mình dí. Đây mình chờ mỏ hàn, mình sẽ dùng cái rẻ lấy hết cái rác này ra đó. Ồ, nó nóng quá, nó chảy hết cả cái nhựa ra. Rồi mình sẽ quét tròn lại. Nó mới bị phôi này. Không có phôi sắt là nó cũng không. Bắt đầu sẽ đập quạt cho đỡ khét. Sâu nữa ạ. Đây là cắm được rồi này. Đấy, xong rồi mình khoét thì đã cắm rồi này. Chưa kỹ lắm thôi, mình sẽ chỉnh lại nhé. Đây, cắm lại này. Thấy chưa? Phát đúng bệnh luôn. Còn cái vẫn hơi còn cấn một chút.
đây, anh làm xong rồi. Này, chấm vừa hơn mẹ. Này thì mình sẽ cắt bớt đi nhé. Mình cắt này đi. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp lại thanh đồng này. Mình sẽ chỉnh một tí nhá. Cái này mình sẽ bật ra này. Đó. Bật ra thì nó mới ăn đấy. Bật ra các bạn cạo luôn nhé. Oxy hóa này. Đó, nó sẽ không tiếp xúc tốt. Cái điểm này nó sẽ tiếp xúc này. Rồi, rồi mình sẽ lắp lại nhá. Đây, cái cục này nó sẽ vào đây. Ấn nó xuống. Mình vừa ấn vừa chỉnh nhé. Như là cái này nhầm đấy, không phải là cái này không vào à, đấy đúng cái của nó rồi. Kéo rồi nó nhô ra như này thì mình sẽ kéo ra. Mọi người nhựa sao? Đây là hơi cao ấy. Đó. Đó, đây là được rồi. Rồi, ông này. Cái này thì mình cũng chẳng gì cả, cần vặn nó thẳng được. Đó. Đấy, hơi vành một chút thì nó gặp lỗ rồi. Đấy là vào rồi này. Cái này là hơi bị lệch cái lỗ. Cái này mình phải ấn nó. Đấy, thì nó mới vào sâu được. Rồi, thế là hàn là xong rồi nhé. Cái này là hơi bị lệch cái lỗ. Cái này mình phải ấn nó. Đấy, thì nó mới vào sâu được. Rồi, mọi người xem này. Đấy, ổ này nó nứt từ trước rồi nha. Đấy, bây giờ mình chỉ cần vặn xéo đi để nhất là nó để nó ăn được cái dây này. Đấy, cái này nó sẽ gọi là bị chắc. Xéo đi, đấy, đấy xéo đi kìa. Ơ, vặn nó xéo xéo đi này, làm tiếp vào nhá. Wow. Đấy, các bạn lấy tay ấn nó xuống chút được. Cái này mình sẽ đè nó lên. Đấy, nó hàn thôi. Mình hàn nốt to to nhé, nó đỡ được.
nhà nút to. Đó, nút to nhà nó mới chắc. Đấy. Cắm điện thử nhá. Đấy. Chắc chắn luôn này. Đấy. Đấy. Thế là xong, sửa được cái mặt này.